Hello, xin chào mọi người, lại là Phương đây. Các bạn có đoán được trong cái video ngày hôm nay Phương sẽ mang đến cho channel chính thức của Sky007 bánh cấp lúc gì không? Thì chắc chắn chúng ta vẫn sẽ sử dụng những sản phẩm của BA và Eclipse đúng không? Nhưng mà hôm nay Phương muốn giới thiệu cho mọi người một siêu phẩm của nhà Eclipse, đó chính là hai bảng màu mắt có tên là Eclipse Flash Shadow Palette vừa mới được trình làng cách đây không lâu của nhà Eclipse. Và bây giờ chúng ta hãy đến chi tiết của hai em nó nha. Đến với bảng đầu tiên sẽ có tên là Sunset Crush, nghe tên là hoàng hôn lãng mạn rồi đúng không? Thì cái bảng này sẽ thiên về tông màu trầm ấm như là hồng đất, cam đất hoặc là nâu đất, và còn có những cái màu nhũ rất là xinh nữa, phù hợp với nhiều kiểu makeup khác nhau. Còn cái bảng số 2 sẽ có tên là Afternoon, nghe tên là mọi người cũng đoán được cái màu rồi đúng không? Thì những tông màu ở trong đây sẽ thiên về tông nước nền nhưng mà nó vẫn rất là dễ dùng và khá là trầm ấm, hợp với những bạn thích makeup nhẹ nhàng đơn giản. Thì cái makeup look ngày hôm nay mà Phương giới thiệu mọi người đó chính là style say rượu, nghe rất là lạ đúng không? Cái style này cũng được rất là nhiều bạn gái ưa chuộng, thì nó sẽ tập trung nhiều vào phần má nè, kiểu hơi ửng ửng lên giống như mọi người mới uống rượu xong á. Thì cái bảng màu mắt Phương sẽ sử dụng ngày hôm nay đó chính là bảng số 1, và bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu nào. Đối với lớp nền thì Phương vẫn trung thành với MBA Lash Skin màu 02. Và để nền không bị đổ dầu cũng như là bền cả ngày dài thì các bạn đừng quên dùng MBA Lash Serum Pack nha. Đến với phần makeup mắt, Phương sẽ dùng một màu nâu nhạt trong bảng Sunset Crush đánh lên toàn bộ màu mắt và 1/2 mí dưới. Sau đó mình sẽ dùng màu đỏ nâu đất đánh lên 1/2 bầu mắt trên và cả mí dưới. Nhớ blend cho thật đều nha. Cuối cùng mình sẽ dùng một màu nhũ vàng đánh lên 1/2 bầu mắt. Các bạn nhớ dùng tay khi lấy nhũ để nhũ lên màu chuẩn nhất. Còn phần khóe mắt, Phương sẽ dùng một em cọ nhỏ để đánh cho dễ hơn. Vậy là xong rồi nè. Để đôi mắt có hồn hơn thì các bạn nhớ bấm mi và chuốt mascara. Ở đây Phương vẫn dùng em mascara yêu thích Eclipse Hello Nana Cara và chuốt theo đường zigzag. Để đôi mắt được sắc sảo hơn thì các bạn đừng quên kẽ thêm một xíu eyeliner vào phần đuôi nha. Ở đây Phương dùng em eyeliner Bia Never Die màu số 02, một màu nâu đen rất là tự nhiên nhưng mà cũng không kém phần sắc sảo. Và nhớ là đừng kẽ quá dài để mắt mình không bị dữ. Vậy là xong phần makeup mắt rồi nè. Để tạo kiểu má hồng say rượu thì Phương tận dụng luôn bảng màu mắt Sunset Crush, và Phương sử dụng cái màu đỏ nâu đất mà hồi nãy mới đánh màu mắt á. Và Phương dùng một cây cọ má hồng dẹt và có độ bung nhẹ, sau đó lấy phấn và xác định vị trí má hồng mà mình muốn đánh. Đối với kiểu má hồng này thì mọi người phải đánh qua phần mũi luôn nha, thì như vậy mới ra kiểu say rượu được. Sau đó mình cứ tán cho thật đều tay. Vậy là xong rồi. Còn về phần son thì Phương mix hai màu son của dòng BA Lash Powder Lipstick màu số 1 và số 2 lại với nhau. Ta-da! Vậy là Phương đã hoàn thành xong cái makeup look say rượu này rồi. Không biết mọi người thấy thế nào ha. Ôi, một buổi chiều hoàng hôn mà mình đi dạo với crush thì đúng với cái bảng màu mắt Sunset Crush đúng không mọi người? Phương hy vọng là với cái video này thì mọi người có thể thực hiện được cái makeup look này ha. Chỉ với một bảng màu mắt thôi mà chúng ta làm được rất là nhiều thứ. Phương cảm ơn mọi người đã theo dõi video đến đây, và hẹn gặp lại mọi người vào lần sau nha. Bye.